Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Luật sư của doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, không phải chờ đến ngày 1 tháng 7 năm 2016, hàng nghìn các điều kiện kinh doanh đã trái luật suốt 16 năm qua, bởi thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 1999. Điều kiện kinh doanh thuộc 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liệu có tiếp diễn nguy cơ trái luật hay không, khi mà mới đây, Thủ tướng Chính phủ cho phép rút gọn về trình tự, thủ tục trình các nghị định, quy định về các điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật sư của doanh nghiệp ngày hôm nay. Trong một nền kinh tế mở còn non trẻ thì việc đặt ra điều kiện kinh doanh là cần thiết, giúp nền kinh tế đi lên một cách bền vững, hạn chế những rủi ro, nhất là về an ninh kinh tế. Tuy nhiên, việc có quá nhiều điều kiện kinh doanh trong một rừng văn bản đang trở thành rào cản lớn cho việc thu hút đầu tư, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo nên một môi trường kinh doanh kém minh bạch và lành mạnh. Câu chuyện của các doanh nghiệp kinh doanh ga ngay sau đây là một ví dụ. Lặn lội từ Tây Ninh ra Hà Nội chỉ với một mong muốn là những kiến nghị của mình sẽ chạm được vào các cơ quan chức năng, qua đó giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đó là câu chuyện của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí, có trạm chiết nạp ga tại tỉnh Tây Ninh. Theo chia sẻ của doanh nghiệp, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016, Nghị định số 19 ban hành năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí bắt đầu có hiệu lực. Cũng là lúc các doanh nghiệp nhỏ tại các tỉnh vùng xa rơi vào tình thế lao đao. Bởi ngay tại khoản 1 điều 9 Nghị định 19 nêu rõ. Thương nhân phân phối phải có bồn chứa tối thiểu 300 mét khối và ít nhất 100.000 vỏ bình ga. Trong khi ở nhiều tỉnh miền núi, nhu cầu của cả tỉnh chỉ bằng một nửa như vậy. Về phía doanh nghiệp thì sẽ phải đầu tư thêm lượng vốn khoảng vài chục tỷ đồng để đảm bảo yêu cầu này. Bây giờ đầu tư ra không lẽ được bỏ ra mấy chục tỷ để đầu tư ra xong mang số tài sản nó mang vào kho để đắp chiếu. Đấy. Rồi tôi lại phải chịu một cái khoản vay của ngân hàng mấy chục tỷ đó. Để như thế trả lãi ngân hàng thì tôi cũng chết. Đầu tư cho đủ cũng chết và không đầu tư cũng chết. Tôi không đạt được cái yêu cầu đó thì các anh không cấp cái giấy phép kinh doanh cho tôi. Phân phối khí. Thì nghĩa là tôi đóng cửa. Đóng cửa tôi phá sản. Thế thì cái này không phải là do tôi yếu kém trong kinh doanh để dẫn đến phá sản, mà cái này là do chính sách dẫn đến doanh nghiệp phá sản. Thế thì tất cả những cái chuyện sau phá sản đó, nợ lần ngân hàng, công ăn việc làm của người lao động, rồi các khoản nợ lần kèm theo, rồi cái tiền đầu tư của cái nhà đầu tư, thế rồi giải quyết thế nào? Với hàng trăm doanh nghiệp nhỏ kinh doanh tương tự ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, cũng đang phải đối mặt với những đòi hỏi quá lớn từ các quy định trong Nghị định 19 của Chính phủ. Trong Nghị định 19 á, là có cái quy định là mỗi đại lý kinh doanh LPG chỉ được ký với một tổng thôi. Thế thì theo cái luật kinh doanh hiện nay là quy định là mọi người được quyền tự do kinh doanh và tự do quyền lựa chọn cái thương hiệu để mình kinh doanh. Thế nhưng bây giờ anh độc quyền anh cho ký có một tổng thôi. Thế cái phải vô hình dung anh đang dùng chính sách độc quyền à? Mà chính sách độc quyền đây là để làm gì? Các cái đại lý nhỏ hoặc các cái tổng mà giờ không đủ điều kiện. Bây giờ hoặc là đại lý giờ họ chỉ ký có một đại lý thôi. Đến một tổng thôi. Đến khi mà ký được tổng rồi thì anh chiết, anh đẩy giá, anh làm mọi cái chính sách độc tài của anh là làm sao được. Ngoài ra này còn quy định cả về cái chuyện ký hợp đồng giữa nhà phân phối khí, rồi là tổng đại lý, rồi đại lý và cửa hàng. Tôi thấy cái quy định ấy, tức là cái nghị định ấy, rất sâu, can thiệp rất sâu vào trong cái kinh doanh của chúng tôi. Ký hợp đồng thì chỉ một đại lý gạo chỉ được ký với một thương nhân. Làm như vậy thì coi như là nó bây giờ trong quá trình kinh doanh ấy, bây giờ rất nhiều một ngành hàng ấy, rất nhiều người kinh doanh thì người ta chọn cái sản phẩm đó mà của một công ty nào rẻ hơn người ta mua, nhưng đây lại quy định tức là không cho một đại lý ga chỉ được ký vào một thương nhân đủ điều kiện về phân phối khí. Rất là trong cái quy định ấy, trong cái nghị định ấy, quy định cái điều kiện ấy, nó rất là khó hiểu, rườm rà, rồi thủ tục như thế đi xin giấy phép bây giờ nó rất là cực khổ. Vẫn biết việc siết chặt quản lý kinh doanh ga là đúng,
Nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoài nghi về việc nhà nước can thiệp quá sâu vào thị trường và tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Mà tôi nói thật, trong cái nghị định 19 này, tôi đọc lên tôi thấy nó có lợi ích nhóm gì ở trong đó. Rõ ràng là bây giờ chủ trương của Đảng và Chính phủ, của nhà nước là tạo mọi điều kiện cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Thế mà bây giờ lại đi chính sách của nhà nước lại đi ra diệt các cái doanh nghiệp thì nghĩa là làm sao? Cho nên tôi đề nghị là bỏ tuốt. Mặt thực tế mà nói, nghị định thì là dưới luật. Chúng tôi thực hiện theo luật doanh nghiệp. Phó vụ phó Ngọc Am có trả lời là nếu không đủ điều kiện thì phải sát nhập hoặc bán. Thế thì hỏi với cái điều kiện như hiện nay chúng tôi không đủ điều kiện thì các cái doanh nghiệp đầu mối lớn vô hình dung thôn tính của tôi mua rẻ, giả sử tôi đầu tư vài chục tỷ, bây giờ mua tôi có 1 tỷ thì làm sao tôi sống? Thứ nhất, nếu các anh muốn triệt tiêu như thế, chẳng qua cái nghị định ra đời phục vụ các cái doanh nghiệp lớn muốn thôn tính các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời các cái doanh nghiệp không đủ điều kiện buộc phải phá sản hoặc bán thành ra sắt phế liệu. Thế thì hỏi trước mắt những cái điều kiện như thế thì Bộ Công Thương, trước là Chính phủ, sau Bộ Công Thương phải có một cái lộ trình thu mua lại tất cả các trạm không đủ điều kiện với mức giá như thế nào. Phải đưa ra, gọi là luật, thì có kiểm toán, kế toán xuống thẩm định đúng cái tài sản của chúng tôi. Giống như các anh muốn mở đường giao thông đi, muốn mở con đường đó đi, không phải đền bù cho dân, nhà ở gì gì rồi. Việc đặt ra điều kiện kinh doanh là hoàn toàn chính đáng, nhưng khi chúng can thiệp quá sâu vào môi trường cạnh tranh và trở thành rào cản tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, thì có lẽ cần phải được xem xét lại về sự minh bạch của việc ban hành các điều kiện kinh doanh này. Lý do ban hành điều kiện kinh doanh đã được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và cộng đồng. Thế nhưng với khoảng gần 7.000 điều kiện kinh doanh được quy định rải rác trong một rừng văn bản, liệu có phục vụ cho những mục tiêu nêu trên hay không khi mà chúng đã bị xếp vào diện trái luật ngay từ khi Luật Doanh nghiệp năm 1999 có hiệu lực thi hành? Trên cơ sở quy định tại khoản 3 điều 6 về ngành nghề kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp năm 1999, Nghị định số 03 ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp đã quy định rõ. Các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành hoặc các cấp chính quyền địa phương ban hành mà không có căn cứ vào luật, pháp lệnh, nghị định quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề đó đều không có hiệu lực thi hành. Đến Luật Doanh nghiệp năm 2005, tại Điều 7 cũng nhấn mạnh, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Vậy mà sau 16 năm, chỉ riêng số giấy phép con, tức là điều kiện kinh doanh do các bộ ngành và chính quyền địa phương ban hành trái luật, không những không giảm đi mà còn tăng theo từng năm lên tới con số khoảng 4.000. Đó là còn chưa kể đến những điều kiện kinh doanh không phù hợp khác. Nó không phải là luật năm 2014 bắt đầu mới quy định rằng bộ ngành không được ban hành điều kiện kinh doanh nữa, mà cái việc này nó được quy định từ Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tức là đã 16 năm qua rồi và đã nhiều lần Chính phủ đã ban hành những cái quy định là xử lý những cái giấy phép con, những cái điều kiện kinh doanh trái luật. Thế nhưng trên thực tế thì không những nó không giảm mà nó lại tăng lên một cách là nhanh chóng, và đến bây giờ thì lên đến 6-7 nghìn cái điều kiện kinh doanh. Trong đó có một số cái điều kiện mặc dù là cũng ban hành theo luật, cũng ban hành theo nghị định nhưng cũng vẫn là trái với cái nguyên tắc của luật, của hiến pháp. Thế còn những cái luật mà lại ban hành không đúng thẩm quyền, ban hành không phải là của Chính phủ nữa thì nó là rõ ràng là trái, nhưng đáng tiếc rằng là mười mấy năm nay chúng ta vẫn phải chấp hành, vẫn phải thực hiện, doanh nghiệp vẫn phải chấp hành những cái quy định về điều kiện kinh doanh như vậy. 267 là con số về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì tại thời điểm này đã xuất hiện thêm ít nhất một ngành nghề kinh doanh thứ 268, đó là dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, được quy định tại Điều 54 về bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015. Và trong danh mục đó thì có những ngành nghề được cho là không cần thiết phải xếp vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như hoạt động nhượng quyền thương mại. Bởi theo lý giải, nhượng quyền thương mại không phải là một ngành nghề kinh doanh mà là một hình thức kinh doanh. Ví dụ chẳng hạn như các trường đại học nổi tiếng thế giới chẳng hạn, họ nhượng quyền cho một cái cơ sở giáo dục đào tạo Việt Nam chẳng hạn để thực hiện cái hoạt động đào tạo tại Việt Nam chẳng hạn, thì họ đã phải đáp ứng các cái điều kiện quy định
của luật giáo dục về chẳng hạn như giáo dục đại học hay là giáo dục phổ thông hay là giáo dục mầm non chẳng hạn. Thì như vậy ngoài cái việc đáp ứng điều kiện đấy, họ không đáp ứng cái điều kiện về kinh doanh những cái thương mại nữa, thì mình thấy là nó không hợp lý. Và nó bản chất của nó không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà đấy là một cái phương thức kinh doanh. Và cái thứ hai nữa ấy, là như cái nhượng quyền thương mại, người ta thấy là cái điều kiện của nó là phải kinh doanh nhượng quyền thế giới một năm thì mới được đưa cái hệ thống nhượng quyền này, hệ thống kinh doanh này vào Việt Nam. Thì mình nghĩ đấy không phải là điều kiện, thì cái đấy là cái gian xếp giữa cái bên nhận quyền và bên nhượng quyền, họ thỏa thuận với nhau. Và liệu cơ quan nhà nước có thể kiểm tra được cái điều kiện này không? Cái điều kiện đấy đó đang là họ đã đáp ứng, mà họ đã vĩnh viễn đáp ứng, sẽ không bao giờ thay đổi cả. Thì nhà nước không có cơ sở gì để kiểm tra cái việc đấy được cả. Thế nên mình nghĩ là với những cái lý do đấy, và ngoài ra nữa thì nhà nước cũng không chứng minh cụ thể là nó là rơi vào trường hợp của 7.1 đầu tư, cho nên là mình nghĩ nhượng quyền thương mại nên được đưa ra khỏi cái danh mục. Đây là một cái ví dụ rất là cụ thể. Khoản 1 điều 7 luật đầu tư năm 2014 quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Nếu chịu theo các lý do này thì sẽ có không ít ngành nghề phải được loại ra khỏi danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vấn đề ở chỗ các ngành chức năng sẽ thực hiện rà soát các ngành nghề này như thế nào. Chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ yếu là con người. Bởi vì chúng ta có muốn thực hiện, muốn làm hay không, chủ yếu vẫn là con người. Bởi vì là chính sách cũng do con người làm ra. Nên do vậy chúng tôi cũng đề nghị những nhà làm luật, những người kiến nghị, đặc biệt là các đại biểu quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành, chúng ta phải nên mạnh dạn. Mạnh dạn ở đây là mạnh dạn hành động, mạnh dạn đấu tranh, mạnh dạn nói và đại diện cho lực lượng nhân dân, mà trong đó có một lực lượng doanh nghiệp đang hết sức ngày càng khó khăn. Với cái việc mà từ năm 99 đến giờ chúng ta ban hành rất nhiều cái giấy phép con mà đang trái luật như vậy, thì chúng tôi nghĩ là phải nên xử lý thật nghiêm đối với những cái cá nhân, đối với những các cái tổ chức mà gây ảnh hưởng đến một cái môi trường kinh doanh, đã kéo chậm một cái tiến trình của Việt Nam phát triển và hội nhập. Theo luật doanh nghiệp, luật đầu tư, ngày 1 tháng 7 tới đây, điều kiện kinh doanh được quy định tại các thông tư sẽ vô hiệu nếu không được nâng cấp lên thành nghị định. Cộng với thực tế hoạt động rà soát ban hành các nghị định về điều kiện kinh doanh thời gian qua, được các bộ thực hiện một cách chậm chạp, đang đặt ra nhiều quan ngại về sự minh bạch trong quá trình xây dựng các văn bản này. Cách đây hơn 1 tháng, 2 tháng thì quá trình chuyển động mới diễn ra ở các bộ, cho nên dẫn đến tình trạng là quá tải về việc ban hành những cái nghị định về điều kiện kinh doanh mới. Thì chính vì quá tải, chính vì thời gian ngắn cho nên hầu hết các nghị định được ban hành theo quy trình rút gọn. Rút gọn có nghĩa là không bắt buộc phải tham vấn doanh nghiệp. Rút gọn có nghĩa là bỏ qua rất nhiều những cái quy định quan trọng, giai đoạn quan trọng của việc ban hành văn bản vi phạm pháp luật, là đánh giá tác động, là tổng kết thi hành, là tham vấn các cơ quan có liên quan. Thì cho nên chúng tôi rất lo ngại rằng là cái chất lượng của những cái nghị định về điều kiện kinh doanh này không đảm bảo. Trong khi đấy, những nghị định này tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, ngày 27 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông báo số 66 cho phép rút gọn về thủ tục, quy trình các nghị định về điều kiện kinh doanh. Mặc dù trong thông báo của Thủ tướng có nhấn mạnh vào việc yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và lấy ý kiến của đối tượng điều chỉnh, đồng thời ngày 15 tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp cũng đã ra thông cáo báo chí khẳng định về tính minh bạch và chất lượng rà soát đối với 49 nghị định mà các bộ đã trình thẩm định. Nhưng điều này liệu có khiến cho dư luận bớt hoài nghi về tính minh bạch của việc ban hành các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vấn đề này trong chương trình Luật sư của Doanh nghiệp tuần sau, sẽ được phát sóng lúc 21:30 Chủ nhật ngày 26 tháng 6 trên kênh truyền hình VITV. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, kính mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Vâng, xin kính chào quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Ngày hôm nay, luật sư Phạm Trung Hiếu, giám đốc công ty luật Nam Dương, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ cùng chúng ta tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vâng, xin kính chào luật sư. Sau đây tôi xin đọc nguyên văn câu hỏi của khán giả để luật sư tư vấn. Câu hỏi thứ nhất thuộc về khán giả có địa chỉ email là minhkta@gmail.com có hỏi: kính chào luật sư, công ty tôi hoạt động vận tải trong khu công nghiệp nên tôi định đăng ký hoạt động chi nhánh tại khu công nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được không? Có phải đăng ký đầu tư hay không? Tôi có hợp đồng với công ty phát triển nhà là đơn vị cho thuê. Tôi mong luật sư tư vấn giúp tôi để công ty tôi không bị cơ quan chức năng phạt. Chân thành cảm ơn luật sư. Vâng, xin mời luật sư ạ.
Hiện nay thì tùy thuộc vào nhu cầu phát triển kinh doanh thì các doanh nghiệp có thể lập chi nhánh hoặc địa điểm hoặc văn phòng ở các nơi. Thì đối với doanh nghiệp trong nước thì cái cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh nó chính là phòng đăng ký kinh doanh tỉnh thành phố. Thế thì trong trường hợp doanh nghiệp muốn lập chi nhánh tại khu công nghiệp, thế thì doanh nghiệp phải làm một cái bộ hồ sơ để nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Căn cứ theo hồ sơ đó, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Đây là một giấy tờ riêng. Trước đây thì ghi trên giấy đăng ký kinh doanh của công ty, nhưng bây giờ đang là giấy tờ riêng rồi. Thì còn cái việc là hoạt động thực tế của doanh nghiệp sẽ hoạt động trên cơ sở các ngành nghề mà đã đăng ký. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến thuế đất, tuân thủ các cái điều kiện của ban quản lý khu công nghiệp, trong đó có ký hợp đồng với cái đơn vị có chức năng như vậy. Thì theo luật đầu tư hiện nay quy định rằng là đối với các doanh nghiệp có dự án trong nước thì không bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên là tùy các khu công nghiệp cũng như tùy nhu cầu, nếu các doanh nghiệp thấy rằng là cần thiết phải thực hiện cái việc đăng ký giấy cấp giấy phép đầu tư để có thể là xin thêm các ưu đãi hay là để có những cái tài liệu để thực hiện cái việc quản lý những hoạt động sau này, thì các doanh nghiệp vẫn hoàn toàn có thể chuẩn bị một cái hồ sơ đầu tư nộp tới cơ quan quản lý đầu tư để được xem xét chấp thuận để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho cái dự án hoạt động của chi nhánh như vậy. Vâng. Vâng, câu hỏi thứ hai thuộc về khán giả Dương Thanh Ngân ở Bắc Ninh có hỏi: tôi bán một mảnh đất, có làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bên mua, hợp đồng công chứng ngày 28 tháng 1 của năm 2016, chưa đăng ký sang tên. Hiện tôi không muốn bán đất nữa thì phải làm thế nào? Vậy tư vấn của luật sư là như thế nào? Thứ nhất là khi mà các chủ thể đã có giao dịch, ký kết hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến bất động sản mà đã có cái thống nhất là thực hiện cái việc công chứng, thì cũng sẽ bị điều chỉnh bởi cái quy định của luật công chứng. Thì hiện nay là theo quy định tại điều 51 luật công chứng năm 2014 thì đã quy định rõ ràng là đối với các hợp đồng mà các chủ thể thực hiện cái việc công chứng, nếu trường hợp có sự thỏa thuận thống nhất việc sửa đổi hay bổ sung thì phải đạt được sự thống nhất của cả hai bên, và đồng thời là phải thực hiện cái việc ký kết sửa đổi tại cái cơ quan công chứng mà mình đã thực hiện đó. Thế thì rõ ràng là khi đã công chứng thì một bên chủ thể không thể tự ý đơn phương hủy bỏ hiệu lực của cái hợp đồng đấy mà phải có sự đồng thuận. Còn bất kỳ bên nào có cái hành động xâm phạm quyền lợi của cái bên còn lại thì cái chủ thể tham gia có thể áp dụng những cái biện pháp cần thiết, có thể thương lượng hòa giải và cũng có thể thực hiện cái biện pháp tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Vâng. Câu hỏi tiếp theo thuộc về khán giả Vũ Đình Hùng và giấu chức danh ạ. Tôi là trưởng một đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc công ty cổ phần. Để đơn vị được nhận vốn kinh doanh của công ty có yêu cầu tôi phải thế chấp tài sản, có nghĩa là quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản có giá của cá nhân hoặc bên thứ ba bảo lãnh cho tôi nhằm đảm bảo vốn của công ty. Xin hỏi việc này có phù hợp với quy định hiện hành hay không? Hiện nay thì theo quy định từ luật doanh nghiệp thì chi nhánh là đơn vị trực thuộc hoạt động theo một phần hoặc là toàn bộ các chức năng của doanh nghiệp. Thì rõ ràng là đối với các doanh nghiệp thì cái việc cơ cấu tổ chức, các vấn đề về tài chính của chi nhánh nó do doanh nghiệp quyết định. Thì người đứng đầu chi nhánh chỉ là người được giao để quản lý cũng như là thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc quản lý theo cái sự phân cấp hoặc giao việc của chủ sở hữu thôi. Thì còn trường hợp là công ty yêu cầu trưởng chi nhánh thực hiện việc bảo lãnh đấy, đấy là cái yêu cầu mang tính là riêng biệt của doanh nghiệp. Pháp luật cũng không có cái quy định nào bắt buộc trưởng chi nhánh là phải có sự bảo lãnh hoặc là đem tài sản của mình thế chấp để phục vụ cho hoạt động chi nhánh cả. Cho nên những cái điều này nó thuộc cái phạm trù là mang tính là đối nội của hai doanh nghiệp, của trưởng chi nhánh với công ty. Đấy thì người đứng đầu chi nhánh có thể từ chối hoặc có thể có những ý kiến với nội bộ. Thì đấy là cái việc nội bộ, thì tôi nghĩ là cái trường hợp này là trường hợp nó không có một sự điều chỉnh mang tính cụ thể bắt buộc như thế nào cả. Chúng ta tùy thuộc vào cái mô hình kinh doanh cũng như là nội bộ để chúng ta có sự ứng xử làm sao cho hợp lý. Vâng, vậy xin cảm ơn những tư vấn của luật sư trong chương trình ngày hôm nay. Mục tư vấn pháp luật cũng đã khép lại chương trình luật sư của doanh nghiệp ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại địa chỉ website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.